Quá yên. Có cái nhà thì là không được. Ồ, nó không đầu lao gì. Không, mỗi người là mình cất cái nhà này mất làm hết. Mình chỉ đi mỗi ngày đi dọn cái nhà không đi về. Dọn hết hết ngày rồi. Quá thành động. Đó, để đẹp mà. Quá thành động mà. Sang trọng. Nhìn cái kho cũng sang. Quá.